Guerrero đã kết thúc Perez như thế nào? Để cho các bạn dễ dùng thì tôi sẽ là Figueiredo, còn anh Thắng sẽ là Perez. Đầu tiên, Figueiredo đã thực hiện một cú overhand nhằm thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, Perez đã né được và thực hiện một cú single leg. Từ tư thế single leg sát lồng, Perez đã mở hông và kéo chân của Figueiredo ra xa khỏi trung tâm cơ thể. Từ đó, hai tay của Perez đã có thể nâng chân của Figueiredo lên. Từ tình huống này, điều Perez phải làm đó là đá vào cái chân trụ của Figueiredo, làm kết thúc tình huống takedown và vào vị trí sai control. Còn điều Figueiredo phải làm đó là giữ thăng bằng trên một chân. Điều này không phải là một điều bất khả thi, nhưng để làm được nó là vô cùng khó khăn. Đứng trước tình huống nguy hiểm này thì Figueiredo đã thực hiện một cú xuyên sổ takedown, hay còn gọi là một đòn cắt kéo. Điều kiện lý tưởng để thực hiện đòn cắt kéo này là cái chân trái của Figueiredo phải nằm ở giữa hai chân của đối thủ. Tuy nhiên, cái chân trái của mình đang bị kiểm soát, nên khi thực hiện đòn này, mình chỉ có thể kiểm soát được chân phải của đối phương. Nhưng tư thế này đã tốt hơn rất nhiều so với việc bị takedown và bị kiểm soát sai control. Từ tư thế này, cái chân phải của Perez phải thoát ra khỏi hông của Figueiredo. Còn với Figueiredo, anh ta phải thoát được chân trái ra, bằng không sẽ bị Perez đè với tư thế side smash. Tuy nhiên, khi làm vậy, Figueiredo đã để cho Perez pass gắt và có thể bị kiểm soát hoàn toàn bởi vị trí side control. Để tránh tình huống đó xảy ra, Figueiredo đã xoay ở tư thế con rùa. Từ tư thế này, Figueiredo đã tiếp tục xoay người để tránh bị mất lưng. Perez đã kiểm soát được body lock. Tuy nhiên, ở tư thế này, Perez đã để hở một khoảng trống rất sâu vào cổ và Figueiredo đã nhanh chóng bắt lấy. Ở tư thế này, Perez muốn thoát cái cổ ra khỏi thế tấn công thì phải di chuyển người sang bên trái. Tuy nhiên, cái chân của Figueiredo đã chặn lại, khiến cho anh ta không làm điều đó được và vào vị trí glow guard. Ở tình huống này, Perez muốn thoát ra thì phải rút được cái đầu của anh ta ra khỏi phía sau. Tuy nhiên, Figueiredo đã quá chặt và vì vậy khiến Perez phải tap out. Tôi là Đào Hồng Sơn, top 1 Jiu-Jitsu Việt Nam, giành 2 huy chương vàng SEA Games 31 và 32. Và đây là cộng sự của tôi. Tôi, Cốt Thắng MMA, huấn luyện viên, trọng tài Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam.